không? Nãy giờ anh em thấy xe làm sao? Anh em hãy comment bên dưới nha. Và có một cái điều mà Minh muốn tâm sự với anh em ngày hôm nay, đó là một cái điều nè. Nhiều anh em nói tại sao mình chơi xe mô tô 150 hay bị nói. Thứ nhất là Minh nói với anh em là mình chơi cho mình thích thì mình chơi, đừng có quan tâm tới lời những người ta nói như thế nào. Ví dụ đi, bây giờ anh em chơi con xe 150 đi, thì người ta sẽ chơi anh em là mô tô mà có 150 à, mô tô mà có một máy à, mô tô mà nhỏ xíu à, phân khối nhỏ xíu à, rẻ sao, chơi gì. Rồi ok, rồi anh em lên 300cc đi, lên phân khối lớn, lên Ninja 300, lên Z300 hoặc là lên CBR250 thì người ta lại nói nữa là anh em mấy thằng này chơi xe phân khối lớn mà chơi nửa chừng, chơi có 300 phân khối à, xong chịu lên 4 máy luôn đi. Rồi ví dụ anh em lên 4 máy đi, người ta lại nói tiếp, ta nói là thằng này nó mua mô tô phân khối lớn, rồi nó chạy phá làng phá sớm, rồi tiến bộ ùm, sao không chịu mua ô tô đi đó. Rồi anh em thì lấy xe, ví dụ anh em có phân khối lớn đi, anh em lấy xe ra anh em chạy, thì người ta lại nói là nó ỷ có chiếc xe mô tô nó chạy qua chạy lại hoài, khoe cũ đó. Rồi anh em ví dụ anh em không mà không chạy á, anh em để trong nhà anh em chưng á, thì nói là có xe mua, có tiền mua xe mô tô mà không có tiền đổ xăng đi, không có tiền nuôi xe đó. Miệng của người ta thích nói cái gì thì nói. Nhưng mà lưu ý một điều là vậy nè, hầu như những anh em chơi xe không ai mà chơi xe chân chính, không ai mà khinh thường xe nhỏ, xe lớn hay xe 150, xe 300 gì hết á, không có ai khinh thường gì hết á. Giống như hồi xưa Minh, lúc Minh nhỏ, chiếc xe đầu hồi xưa á, là chiếc xe đầu tiên Minh chơi là Ninja 300. Thì á, những anh của Minh á là chạy Ducati Z1000, chạy đủ thứ luôn. Những người anh mà gọi là chơi xe kỳ cựu á, người ta chia sẻ kinh nghiệm, người ta dẫn dắt mình, người ta khuyên mình là sau này nên chơi chiếc này, chơi chiếc kia, hoặc là chơi chiếc gì đó, hoặc là đổi chiếc gì, rồi thay bố thắng ở đâu, rồi bảo dưỡng nhớt gì, là người ta đều hướng dẫn mình 100%. Chứ không có ai mà khinh xe này xe nọ hết. Những người mà khinh đó là thực chất những người như vậy nè, ba mẹ cho tiền mua xe hoặc là không chưa có xe là mới khinh nhau vậy thôi. Chứ thực sự anh em chơi rất là vui vẻ nha anh em. Đó, rồi anh em giải đáp thắc mắc rồi, tại sao 150 rồi nha. Thì bây giờ vô vấn đề chính là Minh giải thích cho anh em chiếc xe nè. Rất là đẹp luôn, mới về. Đây, quay gần đây cho anh em. Nãy giờ nói nhiều quá. Đó, xe này lên đồ chơi quá trời luôn, đồ dinh đầy đủ luôn. Cái màu chính của nó là màu đen nha. Cái này chủ xe đã dán lại màu trắng rồi nè ha. Rất là đẹp, mới dán luôn á. Anh em nhớ nha, xe có bán nha. Thì xe lên đồ rất là nhiều. Anh em mua về là anh em không cần lên gì nữa. Ha. Chắn gió nè. Bát che chân kiến nè, CNC nè, rất là đẹp nè. Quay gần thôi cho anh em xem nè. Rồi tiếp nè, bảo vệ tay thắng nè. Đó, bảo vệ tay thắng nè. Kính gù nè, kính gù cho có chống công an nè. Ốp đầu, không phải ốp đầu mà gọi là cái này nó dạng một dạng giống như bảo vệ á, nó nhái H2 á, nó nhái con gì đấy. Đó, đây, một món nữa nè. Rồi đây, bảo vệ phuộc nè. Bảo vệ phuộc nè, bảo vệ phuộc trước nè. Đó, chống đổ trước nè, thấy chưa? Rồi bên đây nè, đặc biệt luôn, chủ xe lên luôn bảo vệ heo dầu luôn nè, chống trộm heo dầu rất là đẹp. Đó, quá trời đồ luôn, bây giờ đếm hết luôn rồi. Ở trong đây thì có bảo vệ các nước nè. Đó. Rồi, ở đây thì có xi nhan nè. Con này odo 15k nha anh em. Xi nhan mũi tên nè, chống đổ nè. Rất là nhiều. Rồi bảo vệ nắp bình xăng nè, carbon nè. Đó. Rồi. Cây bô leo nè. Đó. Cổ titan hàng phách thôi. Cổ này nó xi màu thôi ha. Đó. Rồi chắn bùn nè. Chắn bùn nè. Bát biển số đúc gầm nè. Biển số xe Tiên Giang 68141547. Rồi xe nhanh mũi tên. Đó, quá đồ chơi mà nói cũng mỏi miệng luôn á. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bô. R15 này mình review quá nhiều rồi. Rồi, cho anh em nghe tiếng bô nha. Quên. Rồi, anh em nghe tiếng bô nha. Rồi. Nghe tiếng bô leo. Con này hình như có tiêu nè.
để tiêu trong á. Chứ cái lon này mà nó nghe lực lắm. Đó. Chỉ có 50 mấy triệu thôi là anh em có thể sở hữu mỗi con xe rất là đẹp ha. Nhìn hầm hố như phân khối lớn. Vỏ gai đầy đủ nha anh em, vỏ mới luôn, xe mới, bố thắng mới thay luôn nè. Nè, mới thay bố thắng luôn nè anh em. Đó. Mới thay bố thắng luôn. Đó, bố thắng trước, bố thắng sau kiểm tra. Chỉ có 50 mấy triệu là anh em có thể sở hữu một con xe như thế này. Rất là đẹp ha. Thì đây. Đây là con xe tiền đề để anh em lên phân khối lớn. Mình thấy nếu như mà tiết kiệm dễ chơi là chơi con này là ok. Anh em chạy dưới tốc độ 150 là chơi con này. Con này có thể kéo lên 130, 140. Đó, chạy dưới tốc độ đó thì chơi con này ok. Kiểu dáng rất là đẹp. Xe này chủ xe độ rất là đẹp ha. Rồi cái gì nữa ha, là tiết kiệm nhiên liệu, có thể dùng đi làm, đi chơi, đi phượt đều được. Thì đó là những con xe dành cho những anh em tiết kiệm, người ta chưa có đủ kinh phí lên phân khối lớn đó, hoặc là một chiếc xe để người ta đi lại đầy đủ. Chứ đâu có ai mà lấy một con Z1000 hay một con BMW mà để vận chuyển đi lại hàng ngày đâu. Đa số những con xe đó là lấy đi chơi cà phê, lâu lâu đi phượt thôi, chứ đâu ai sử dụng nó là phương tiện đi lại hàng ngày. Nó rất là khó khăn và rất là nóng. Thì những con xe này đã đáp ứng nhu cầu anh em. Yamaha rất là hay ha. Sản xuất ra mỗi con xe hả, có thể đẹp nè, ngầu như phân khối lớn. Dựng những con này gần những con ngàn nó bự bằng luôn á. Ngầu như phân khối lớn mà tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với những anh em mới tập chơi, chưa có điều kiện thì người ta chơi con này. Với lại qua cái clip này mình cũng nhắn gửi anh em luôn, thì người ta có tiền của người ta chơi thôi. Anh em đừng có nói ra nói vô mệt lắm. Mình là đàn ông, nói ra nói vô hoài giống như đàn bà. Tại vì mình ra đường á, nhiều người ta nói cũng kỳ, nhưng mà những anh em bỏ ngoài tai những cái lời nói đó đi. Xe của mình chơi, đam mê mình chơi, mình chạy mình sướng. Người ta nói nhớ, người ta cũng đâu có xe đâu mà người ta chạy. Đó, rất là đẹp ha, xe rất là keng. Rồi, vậy thôi ha. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Và anh em nào mà muốn mua xe thì cứ liên hệ Zalo của mình 0916640653. Đó là số Zalo của mình, cứ inbox Zalo của mình. Xe rất là đẹp, dáng rất là keng. Không biết ở trong nó có chạy hay không, nhưng mà mình thấy dáng ở ngoài rất là đẹp. Chủ xe có nói với mình là xe không có chạy ha. Rồi, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Và hẹn anh em ở những clip sau nha.